Hello, điện tử Tắm Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời chào đến các bác và anh em nhé. Quay trở lại video clip buổi chiều ngày hôm nay, em lên sóng giới thiệu tiếp thị đến các bác và anh em combo BH có tổng mức giá là 16.700.000. Vâng, trước màn hình nhỏ các bác và anh em, đây là combo BH có tổng mức giá 16.700.000. BH này thì các bác và anh em ghép với không gian phòng từ 25 vuông cho đến 30 vuông các bác nhé. Đấy. Với một cặp loa bãi xịn BLB450C, loa sử dụng một bát 25, 2 tép. Đấy, loa này thì báo cáo các bác và anh em là còn zin nguyên bản hết các bác nhá, zin nguyên bản hết, zin từ A đến Z. Đấy, không lai bát tép và gân này là cũng đều là gân zin các bác nhá, gân chưa thay, gân zin còn rất tốt các bác nhá. Gân zin còn rất tốt nhá, độ đàn hồi của gân zin này nó rất là tốt này, độ nhún rất là tốt. Đây là phần ngoại thất của loa các bác nhá. Đấy. Vâng, với một cặp loa 450C BLB, zin nguyên bản, zin từ A đến Z, thì cặp loa này thì bên em chào bán với giá là 5.500.000 cho một cặp. 5.500.000 các bác nhé. Đấy. Chất âm của dòng loa 450C BLB thì nó rất là chất các bác. Đấy, giá 5.500.000. Và em ghép với một chiếc cục đẩy công suất bánh Anh, Watford Pro, mã là MP1200. Một dòng đẩy hai kênh và đẩy này được thiết kế 20 sọ công suất. Đấy. Đẩy này chơi rất là lành các bác nhé. Giá 4.200.000. Đấy. Giá 4.200.000 cho một chiếc đẩy. Đây là một chiếc vang cơ của Essentech này. G6800. Vang này thì với phần echo của nó rất là mượt các bác nhé. Giá 3.000.000. Và thứ tư đây là một chiếc máy lưng tiếng em ghép với một chiếc máy lưng tiếng của Essentech T99 Pro. Đấy. Và cuối cùng thứ năm đây một cặp mic không dây của Shure UG23 các bác này. UG23 nhé. Cặp mic này thì có giá là 2.200.000 đồng. Tổng combo BH này là 16.700.000. BH này thì các bác anh em mà có không gian phòng từ 25 vuông, 20 vuông cho đến 27-30 vuông, các bác chơi Tết rất là chất. Rồi ok, bây giờ mà test karaoke các bác và anh em trải nghiệm cái chất âm của một bộ hát với mức giá là 16.700.000. Oh,
sắm, các bác và anh em liên hệ cho trung tâm theo hai số điện thoại 0974 637 646 và 0918 249 265.